chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Tin nóng hàng ngày. Trước ngày nhập ngũ, chàng trai giả vờ chia tay, cô gái nói một câu khiến chàng trai cao thêm 10cm. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là hàng ngàn các nam thanh niên sẽ lên đường nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2018. Bên cạnh những lo sợ bỡ ngỡ vì sống xa gia đình bạn bè và phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới, thì việc không được gặp người yêu cũng là nỗi băn khoăn lớn nhất của những chàng trai chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Mới đây, bài viết có tên 10 năm đi Mỹ em chờ, 2 năm bộ đội em lờ anh luôn được đăng tải trên một trang fanpage đang trở thành đề tài bàn tán của đông đảo cư dân mạng khi ngày ra quân năm 2018 đang cận kề. Theo đó, nội dung của bài viết cũng chính là nội dung tin nhắn giữa khổ chủ với bạn gái của mình về vấn đề có nên tiếp tục yêu hay dừng lại để chàng trai yên tâm đi lính. Chàng trai trêu đùa bạn gái bằng cách đề nghị chia tay trước khi anh nhập ngũ vì sợ không lo được cho cô. Ban đầu chỉ là những lời nói bông đùa của chàng trai như thế này: thế ngầu có đợi nổi không? 2 năm đấy dài lắm. Nhưng khi thấy bạn gái đáp lại một cách không rõ ràng, thì nam thanh niên bắt đầu thử lòng cô gái bằng cách đề nghị cả hai nên dừng lại. Hay là chia tay nhỉ? Em đỡ phải chờ, đỡ phải ngóng anh, đợi biết đến bao giờ, mà đến lúc về anh cũng trắng tay, có gì để lo cho em? Anh nghĩ nhiều rồi, có lẽ là chia tay em ạ. Cuối cùng anh lại nhận lại được sự thật rằng bạn gái đã đi chụp ảnh cưới và chuẩn bị lên xe hoa với người đàn ông khác. Không ngờ rằng cô gái lại nhanh chóng đồng ý chấm dứt chuyện tình cảm theo như mong muốn của bạn trai bởi một lý do chẳng ai có thể ngờ tới. Cô chuẩn bị lên xe hoa với... Không ngờ rằng cô gái lại nhanh chóng đồng ý chấm dứt chuyện tình cảm theo như mong muốn của bạn trai bởi một lý do chẳng ai có thể ngờ tới. Cô chuẩn bị lên xe hoa với chồng sắp cưới. Thôi em cũng nói thật cho anh yên tâm công tác. Tháng sau em với anh việc ăn hỏi rồi, hôm nay vừa đi chụp ảnh cưới. Song điều đáng nói ở đây là người chồng tương lai của cô gái này cũng chuẩn bị sang Mỹ công tác vài năm chứ không hề ở bên cạnh cô. Vậy là cũng xa nhà trong một thời gian dài, nhưng người cô chọn lại là người đàn ông tên Việt chứ không phải anh chàng tân binh. Ngay sau khi những hình ảnh về đoạn tin nhắn giữa chàng tân binh với bạn gái được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng khi có tới 10.000 lượt yêu thích, hơn 500 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận. Hầu hết mọi người đều có chung ý kiến, bày tỏ sự đồng cảm chia sẻ với chàng trai nên chấp nhận sự thật dù cho có phũ phàng đến mức nào đi chăng nữa. Bởi rất có thể trong khoảng thời gian 2 năm nhập ngũ thì cái kết cũng không khác đi là bao. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều cư dân mạng gửi lời chúc mừng tới anh chàng vì nhờ có việc đi lính thì anh mới phát hiện ra được sự phản bội của người yêu. Bạn gái có tên là BL bình luận: mình cũng có bạn trai đi lính nhưng mình luôn tạo niềm tin cho anh ấy chứ không phải để việc nhập ngũ trở thành gánh nặng của cả hai. Dù sao bạn cũng nên cảm thấy may mắn vì đã loại được cặp sừng to đùng trên đầu. Hay bạn nam có tên là NN cũng có chung ý kiến: thà đâu lúc này còn hơn đi lính về rồi lại thấy bạn gái đã trở thành gái có chồng, thôi thì cố lên anh bạn để còn hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện, nhưng hiện tại bài viết vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ rần rần. Cô gái chê người yêu đi diêm ghẻ bẩn bẩn, không có SH thì đừng yêu, bị dân mạng ném đá. Quý vị và các bạn thân mến, những lời mắng mỏ người yêu thậm tệ, chê xe người yêu đang đi là diêm ghẻ bẩn bẩn và tuyên bố phải có SH mới xứng đáng là người yêu của một cô gái được tung lên mạng và bị ném đá tơi bời. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của một số cô nàng hiện nay, ngoài đẹp trai thì còn phải có điện thoại xịn, xe sang, nhiều tiền. Nếu bạn trai không đáp ứng được những điều đó, thì các cô nàng sẵn sàng chê bai không tiếc lời, làm tổn thương đối phương. Cô gái trong câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Trên một diễn đàn mạng, hai hình ảnh trái ngược được lấy từ status của chàng trai và cô nàng người yêu khiến dân mạng một lần nữa thất vọng vì một bộ phận các cô gái thực dụng ngày nay. Trong khi anh chàng người yêu đăng bức ảnh mặc áo mưa đi trên đường với chiếc xe Dream của mình cùng status đầy tự hào, dù mưa to gió lớn hay nắng cháy da bỏng tóc vẫn đèo em đi học bằng được, thì những lời lẽ đầy xúc phạm của cô gái lại khiến người xem nóng mắt. Theo đó, cô nàng gọi chiếc xe của người yêu là đèo hàng, diêm ghẻ bẩn bẩn, chê bai chàng trai vì không chịu mua xe SH và tuyên bố nếu không có xe SH đến đón, cô sẽ tự đi bằng xe của mình
chứ nhất quyết không đi cùng người yêu nữa. Phủ Phàn Hân, cô nàng còn tỏ ra xấu hổ vì sợ bạn bè nhìn thấy và dặn dò. Mặt đã hãm rồi thì nên đi xe cổ tử tế tí, đừng bẩn bẩn như thế. Những lời lẽ này lập tức vấp phải phản ứng của dư luận. Không ít người cho rằng cô gái này quá thực dụng, không trân trọng tình cảm mà người yêu dành cho mình. Niết Nguyễn Hà bức xúc, đúng là thời buổi gì rồi, còn nhìn cái mã bên ngoài. Bây giờ thời buổi kiếm tiền chứ quan trọng gì cái xe, xe đẹp mà trong người không có đồng nào thì cũng làm gì. Facebooker Bùi Tiến phân tích, đôi khi đi xe số lại nhiều tiền hơn xe ga, đôi khi mặc quần áo bình thường là nhiều tiền hơn mấy bạn đồ hiệu. Nói chung, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đoán người khác, đúng là gái vớ vẩn. Đồng ý với quan điểm này, Niết Mạnh Thắng cũng cho hay, bạn tôi là người Đức đang làm phi công cho hãng Vietnam Airlines mà đi chơi bằng xe cúp kia kìa, phương tiện không nói lên độ giàu nghèo của một con người. Một số người dùng mạng khác thì đưa ra quan điểm hài hước về chủ đề này. Niết Một Nhất Hai Nhị viết, nó trắng nó xinh, nó có xe SH Mode thì nó yêu cầu cao, nó khinh mấy đứa đi gym là phải, chứ nó mà còn ngoan hiền chịu thương chịu khó thì nó đã không phải là con người, thành tiên thành Phật rồi. Chả hiểu mấy ông con trai phải lên án mấy con này làm gì, trong khi có bao nhiêu đứa con gái không xinh, nó năng không khéo léo, không biết làm nũng, không biết điều đà thì các ông không khoái. Niết Hà Thị Thu Vũ thì ấm ức, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, người thì ước một anh chàng cũng được, kẻ thì xua đuổi, phí phạm quá. Niết Độ Nữ Thuận Anh thì tuyên bố, thật sự không có cảm tình khi ai chở mình bằng xe sắt, vì chân ngắn quá trèo lên không nổi, nên cứ quay với xe nhỏ nhỏ xinh xinh mà đi thôi. Để phản pháo quan điểm nông cạn của cô gái, nhiều tín đồ của dòng xe huyền thoại Dream nhiệt tình phân tích thế mạnh của dòng xe này, cũng như chia sẻ câu chuyện hồi mua được một chiếc giấc mơ màu nho, gia đình họ có tiềm lực kinh tế mạnh như thế nào, đó là ước mơ của một thời đại ra sao. Nhiều Facebooker cũng chia sẻ hình ảnh những chiếc siêu xe một thời của gia đình mình, không giấu sự tự hào trong đó. Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều status gây sốc của các cô gái về việc người yêu phải có xe SH, hoặc những chia sẻ về chuyện cảm thấy xấu hổ khi ngồi sau xe của bạn trai. Ví dụ như dòng tâm sự của một cô gái đến từ Thái Nguyên, thật sự em xấu hổ khi ngồi trên con Dream của anh lắm, vậy nên đừng trách em anh nhé, bồ chúng nó toàn đi X hay là AB cả, em thà ngồi xe bạn còn hơn, đi xe Dream thì đừng theo đuổi em, xin lỗi anh rất tốt nhưng em rất tiếc, anh không phải mẫu người em thích, đẹp trai thì có, bao giờ lên đời xe thì quay lại tìm em nhé, ôm và hôn. Sau khi những dòng chia sẻ của cô gái đăng trên diễn đàn, cộng đồng mạng đã sôi sục, thậm chí ném đá không thương tiếc. Chuyện tình cổ tích chàng kiếm thị lạc đường tìm được vợ. Năm lên 6 tuổi cũng là lúc Đặng Quang Vinh sinh năm 1989 ở Gia Lâm, Hà Nội phải chấm dứt tuổi thơ yên bình khi cha cậu không may mắc bệnh nặng rồi qua đời. Cảnh nhà mẹ quá con côi, nhưng cô Ngà, mẹ Vinh vẫn cố gắng lo cho con học hành bằng bạn bè. Năm 2009, khi Vinh chuẩn bị thi đại học, thì mẹ bị tai nạn lao động chấn thương nặng. Một chiếc máy khoan bất ngờ rơi trúng gáy, khiến cô Ngà bị liệt từ dưới cánh tay trở xuống. Đang là lao động chính và duy nhất của gia đình, giờ đây người mẹ chấp nhận nằm liệt giường, đến cả những sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự chủ được. Vinh nhớ lại, hồi ấy em nghĩ mình phải cố gắng học để thi đỗ đại học, đi làm kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ mình. Năm 2011, cậu thi đỗ vào đại học thủy sản Nha Trang. Hành trang lên đường đi học xa, không có gì nhiều nhặn, chỉ có ý chí quyết tâm học tập để đổi đời là đầy ắp. Đến năm cuối, giai đoạn chỉ còn thi nốt vài môn là được nhận bằng, Vinh vẫn chạy xe bỏ muối nước ngọt cho các đại lý. Và một buổi tối như thường lệ, trong lúc cậu chở thùng nước ngọt đến một đại lý quen, thì tai nạn xảy ra. Vinh va chạm xe máy với một cậu bạn cùng phòng, gia cảnh cũng éo le không kém. Vinh cho hay, bạn kể tay, mình chấn thương vùng mặt, cả hai đều nghèo, nên chẳng ai đền bù được cho ai. Nhớ lại cảm giác khi trở về nhà với tình cảnh mắt không nhìn thấy gì, bằng cấp gian dở, Vinh tâm sự. Em nghĩ cuộc đời bất công với mình nhiều thứ quá, mất đi đôi mắt, em thực sự thấy tương lai mù mịt. Ngày ấy em buồn lắm, vật vã không ăn không ngủ được. Tiễn con đi học, với bao nhiêu hy vọng, giờ đây đón con về, trong tình cảnh chua chát. Cô Ngà kể rằng, nhà có hai cái giường, hai mẹ con nằm song song, cô nằm đây, nhìn thấy được nhưng không đi được, em nó nằm kia, đi được nhưng không thấy gì. Mẹ cô ngày ấy cũng mới mất, cảnh nhà lúc đó thực sự bế tắc, đã có lúc nghỉ quẩn, không có cơm ăn, không có tương lai, hay tìm cách uống thuốc để hai mẹ con cùng ra đi cho thanh thản. Nhờ sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con lối xóm, cuộc sống mẹ con Vinh cũng cầm cự đủ miếng ăn qua ngày.
rồi Vinh được Hội Người Mù ở Gia Lâm giới thiệu đi học lớp tổng quát massage. Trong một thời gian ngắn, đã có thể làm việc, dành dụm được ít tiền, đưa mẹ chi dùng. Công việc tuy không vất vả nhưng đi hơi xa nhà. Mỗi lần đi, Vinh lại phải đi bằng xe buýt, mất tới 1 giờ đồng hồ. Một chiều hạ năm 2014, Quang Vinh lên chuyến xe buýt quen thuộc, dặn người phụ xe đến Dốc Vân anh cho em xuống nhé. Khách quá đông, anh phụ xe quên bản lời dặn, khi nhớ ra thì đã quá điểm hẹn chục cây số. Vinh đành xuống xe, dò dẫm tìm cách sang đường để quay ngược lại. Đúng giờ tan tầm, đường đông nghịch, chẳng ai để ý đến chàng trai khiếm thị đang loay hoay giữa dòng xe cộ. Chỉ trừ một người, cô gái trẻ tên Quỳnh Trang đang đi xe máy, phát hiện cậu thanh niên dáng cao ráo khôi ngô nhưng không hiểu vì sao mãi không sang được đường. Khi đã hiểu tình cảnh, Trang mới lại gần giúp Vinh sang đường, ngỏ lời chở cậu về nhà. Không ai ngờ, chính cô gái ấy đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời đầy bất hạnh của Vinh. Từ sau cuộc gặp, Trang thường tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần để đến nhà thăm hai mẹ con Vinh. Tình cảm ấm áp dần dần nảy nở trong hoàn cảnh khó, bỏ lại những dằn vặt, mặc cảm tự ti về gia cảnh. Vinh quyết định, thôi đằng nào cũng thế, được thì được, không được thì thôi, cứ phải nói thẳng tình cảm của mình ra trước đã. Chẳng ngờ khi cậu ngỏ lời, Trang lại thuận theo. Với nhiều cô gái, kết hôn là khi tìm được một chỗ dựa, tìm được người đàn ông che chở. Nhưng với Quỳnh Trang thì khác, khi quyết định nhận lời yêu và kết hôn với Vinh, cô đã nghĩ mình sẽ yêu thương anh ấy, nếu kết hôn mình sẽ chia sẻ với anh ấy mọi khó khăn để anh có cuộc sống tốt hơn. Đầu năm 2015, Vinh và Trang về một nhà. Cuối năm ấy, hai vợ chồng chào đón đứa con trai đầu lòng mang tên là anh Khôi. Lần đầu bế con trên tay, Vinh tâm sự, chỉ có thể đặt tay lên mặt, sờ mũi sờ miệng con mà sao thấy giống mình ngày xưa quá. Mình mường tượng ra cảnh sau này, con trai sẽ dẫn mình đi uống nước, đi chơi đây đó. Thêm con nghĩa là gánh nặng trách nhiệm đè lên vai Vinh nhiều hơn. Chàng lúc mới sinh con không thể đi làm, tất cả chi tiêu trong gia đình gói gọn trong đồng lương 4 triệu đồng của Vinh. Những lúc con ốm đau, chi phí khám xét đắt đỏ, cả gia đình bấn búi, Vinh cũng cáu gắt với vợ. Thế nhưng với Chàng, những giận dỗi của chồng không đọng lại lâu trong lòng, cô chỉ mong con mau cứng cáp để đỡ đần anh. Giờ đây khi con trai anh Khôi đã gần 3 tuổi, cuộc sống gia đình của Vinh cũng dần ổn định rồi. Vào ngày cuối tuần, căn nhà nhỏ lọt thỏm dưới chân đê sông Đuống lại vang lên tiếng hát của bà nội nằm liệt giường. Cùng với đó là tiếng vỗ tay theo nhịp của Vinh, tiếng bé Khôi cười nắc nẻ. Trong bếp Trang đang nấu bữa tối, cô cũng không quên gói ghém một chút để dành cho Vinh mang lên thành phố ăn vào những ngày xa nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.